season next year? I have gone the bowling option for me. No, I have money. No money. I don't need money. I want you to catch the person and return the bag if possible. If possible. Okay. You take my address. Thể ra sao để mình có manh mối mình sẽ báo lại cho không cắt cái này lại. Mr. Gift from Mr. Đoàn Ngọc Hải gave you, so you just give me. You can search on the Google Mr. Đoàn Ngọc Hải. You have no about him. Yes, you should give it to me then. Don't worry about it. The handbag app you which is has stolen. So I have told my police officer. This my old area, my friend. And they are working up here. They will find your handbag as soon as. No, take my address. Yeah, I will take the chat. 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 I will take the
cái túi khác ở nhà, nó không biết là bao có để ở nhà không. Nhau anh cứ sâu sắc, anh uống bia uống rượu rồi mà anh nói sâu sắc cái gì, không được đâu. Xe này là lỗi đậu trên vỉa hè mà sâu sắc cái gì. Đưa điện thoại tôi nói, tôi đang anh này ơi, anh này anh nói chuyện với anh Hải cái nha, báo về vụ đó bác. Alo. Bây giờ cho tôi gặp đại diện công an phường, anh cho tôi gặp đại diện công an phường được chưa? Anh nhận cái xe đó đi, thật chưa đi, tôi còn cầu một chiếc xe này nữa về đây, thật chưa đi. Bây giờ anh điều cái xe đó vào Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đọc cho tôi. Ủy ban Nhân dân phường Tân Định. Tất cả xe cầu hết vào đó nha. Vâng. Kêu xe cầu đến cầu chỗ này về Ủy ban Nhân dân phường Tân Định để thật chưa đi. Biết rồi, tôi cứ cầu về chỗ quá, cầu về bây giờ ai đi xin với em thì không thể giải quyết được, luật cầu luật em lại sai nữa rồi đó, lại sai nữa. Luật giao thông là lập quy định rất rõ, cầu trên vỉa hè là sai rồi, người ta bằng cấm vỉa hè làm gì cần bằng cấm, vỉa hè đâu có cần bằng cấm. Ôi nói là càng nói càng sai nữa. Bây giờ thế này, đưa cái xe này về Ủy ban dân phường Tân Định nè, gần đây nè. Đó, cầu về đó, đóng tiền xe cầu 900.000 và 700.000 tiền nộp phạt đậu trên vỉa hè. Được, lấy xe nha. Tận trước đi. Công ty giờ xe chưa tới thì con xin đóng không được. Không được. Đã niêm phong rồi, đợi rất lâu rồi, hành động ướt hết cả đóng này, thấy chưa? Nha. Cái hành vi của em là cố ý rồi. Ở bên nước ngoài á, cái tội này còn nặng lắm đấy. Lập tức bằng lái bấm bao nhiêu lỗ đó nha. Tôi cần chiêu đi. Biết gì của em, thứ nào qua iPhone này bắt hết rồi. Theo dõi 8 tháng này, thành phố này xử lý như thế nào và một xử lý như thế nào mà làm sao mà không biết.
bây giờ có bị một lần thì sẽ rút kinh nghiệm ngay là chung tay với thành phố thì em rất là trẻ, rất dễ thương, anh thấy là được đấy. Thôi về đi. Dạ, đi đi mọi người.